tóc em màu đen, môi em màu đỏ, lại gần em nói nhỏ. Xe Kia Seltos vừa mới ra mắt, giá chỉ từ 599 triệu đồng thôi mọi người. Với mức giá chỉ từ 599 triệu đồng thì liệu Kia Seltos mới vừa ra mắt năm 2024 này có những ưu điểm nào để cạnh tranh với các đối thủ không? Mời mọi người theo dõi cùng video trong ngày hôm nay của anh Duy nha. Đầu tiên chính là mặt ga lăng được mở rộng và có thiết kế đèn star map hoàn toàn mới. Có thể nói là điều mà ăn điểm nhiều nhất ở dòng xe này đó chính là cải tiến hoàn toàn mới trong khoang nội thất của xe New Kia Seltos. Điểm đầu tiên đó chính là về thiết kế màn hình của xe. Thiết kế màn hình của New Kia Seltos được thiết kế là màn hình tràn viền và hơi bo nhẹ cong về phía người lái, làm cho khoang nội thất được trở nên tinh chỉnh gọn gàng và vô cùng hiện đại. Tiếp theo đó chính là về dàn lạnh của xe, đã được thiết kế sang dàn lạnh hai vùng độc lập và được tinh chỉnh những nút bấm vô cùng thẩm mỹ theo thiết kế phím đàn piano. Và điều mà em Nhi cảm thấy New Kia Seltos đã thay đổi ngoạn mục và hoàn toàn mới đó chính là đã thay hoàn toàn cái phanh tay cơ bằng phanh tay điện tử và tích hợp thêm chế độ auto hold. Khi mà nhìn vào trong khoang nội thất của xe New Kia Seltos, chúng ta có thể thấy là đầu tiên, hiện đại, nhiều tính năng và vô cùng tối giản. Nếu mọi người có đang yêu thích dòng xe New Kia Seltos 2024 này, mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em Nhi thông qua số 079-683-8365 để gặp trực tiếp em Nhi, để em Nhi có cơ hội tư vấn cặn kẽ, hỗ trợ nhiệt tình và báo giá đến mọi người nhé. Ok, nhớ follow kênh của Nhi để theo dõi những video tiếp theo nha. Bye bye.